Sở hữu chiều cao 1m83 cùng khả năng tấn công linh hoạt, phụ công Trần Thị Bích Thủy đang ngày một tiến bộ với những ghi nhận từ giới chuyên môn. Mùa giải 2019 đánh dấu một bước ngoặt của vận động viên sinh năm 2000. Ngay trong lần đầu tiên xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan, Bích Thủy đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong màu áo câu lạc bộ Air Force, từ những thuận lợi cho đến cả những khó khăn mà cô phải vượt qua. Đầu em sang thì em khá là bỡ ngỡ về cách tập luyện, cách sống, cách thi đấu. Sang đấy được 8 tháng, chắc em mất khoảng tầm 3 tháng để thích nghi với lối chơi của họ. Lúc đầu sang thì em phối hợp với bạn chuyển 2 không được tốt. Nhà huấn luyện viên bên đấy trao đổi ngôn ngữ với chuyển 2 thì gọi là đường bóng của em được cải thiện hơn. Danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Thái Lan 2019 là phần thưởng cũng như sự ghi nhận cho những nỗ lực mà Bích Thủy thể hiện. Kể từ đó, phụ công 21 tuổi tiếp tục cho thấy sự trưởng thành với điểm mạnh là khả năng phán đoán cũng như cú đập lao ngắn uy lực. Cô đang ngày một hoàn thiện để hướng tới những mục tiêu mới trong sự nghiệp. Em khá là bất ngờ khi mình được nhận được giải đấy. Em nghĩ là cái giải đấy sẽ giúp em có nhiều cơ hội cọ sát hơn, nhưng mà cũng là một áp lực rất là lớn đối với em. Bích Thủy có những đóng góp nhất định trong thành công của câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Hà Nội ở 2 năm trở lại đây. Hiện tại, cô cùng toàn đội đang tích cực chuẩn bị để hướng tới mục tiêu lần đầu tiên chinh phục ngôi vô địch tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.